con. Tôi bỏng cách đây cũng 11, 12 năm rồi. Từ nửa người trở lên khuôn mặt, nó bỏng quá nặng. Tay tôi nó không được bình thường như những người khác. Nó co vô, chỉ kéo lưới có hai ngón à. Công việc chính của tôi là đi biển. Chiếc thuyền của tôi đi đánh cá là tôi đi mượn nợ 40, 40 mấy triệu. 12 năm nay mà tôi chưa trả được hết. Lúc đầu tôi quen mặt tôi cũng sợ sợ. Vì từ từ cái quen tôi thấy anh giỏi lại lo làm ăn nên tôi không có sợ. Tôi đi phụ chồng đi lượm bọc đồ để bán kiếm tiền cho con nó đi học. Mình thấy mình cũng tuổi cho mấy đứa con mình. Con tôi bây giờ nó thích ăn cái gì tôi cũng không biết. Tôi ít có ăn cơm với vợ với con, tự vì tôi làm suốt à. Hoàng Huy Phúc, Hoàng Huy Phúc. Dạ trai em quý vị, dạ trai em. Rồi, chạy ra phường đăng ký kết hôn luôn. Người hôn đã về. Ngọc Sơn đã cố gắng hết sức mình, ca hát trong chợ mà còn có nhảy nữa quý vị nhớ. Lê Dương Bảo Lâm. Trời ơi, ôm anh Mực. Trời ơi, anh Mực. Anh Mực khóc luôn rồi.